Hơi bị cồng kềnh. Mình vừa nghĩ ra một món là làm để nấu mực này. Rượu vang. Ui, rượu vang thì nhìn như nước mơ này. Ngâm tại mình xem ở trên mạng là thấy người ta hay ngâm bia xong rồi nướng khá là ngon, mình trời trộn ngâm rượu luôn. Còn món này thì nữa sẽ làm giả cầy mọi người. À đấy, bây giờ là phần đặc biệt này. À đây rồi. Sao tao gọi hồn mày từ lúc trưa không thấy đâu ấy? Đang đâu ấy? Ở nhà. Nhà hôm nay tao gọi không thấy gì? Nhà có gì ăn không? Ở nhà đâu? Mẹ tao thấy đóng cổng tao không nhảy vào. Ở nhà có gì ăn không? Nhà có gì ăn không? Ôi trời, tao biết ngay mà. Nhưng mà nhà tao có, hôm nay nhà tao có. Sợ. À, biết món gì đâu. Sợ. Mực. À, thịt lợn rừng. Ui giời ơi. Nhưng mà lại mùi ngon lại thiếu bạn Hiền. Phóng lên nhà đây đi. Bạn Hiền đến luôn. Đây sao? Đây đây đây, từ từ. Nhà tớ có mồi rồi, nhà bạn có bia không? Làm 5 lít bia lên đây nhá, 5 lít nhá. Ok không? Không thì thôi, tao ăn mình được. Không thì thôi, tắt nha. 5 lít bia. 5 lít. Không mặc cả. Này, toàn đồ ngon thôi, có ăn không? Ăn ít thì 5 lít bia. Ngon không? Thế nhá. Ừ, nhanh. Đấy. Lại kiếm được 5 lít bia đấy nha mọi người nhé. Giờ là ngâm kỹ cái mực này đã để nướng. Kiếm được 5 lít bia, cụ thể hôm nay mình kiếm được của nó 3 con mực này, 1 cái chân giò này, 2 hộp thuốc này. Ui lại rồi. Trắng đen nhà mình hôm nọ câu không biết là nó câu con to không. Mình có con 15 cân ở dưới đấy cơ. Con 15 cân thì nó giá trị khoảng độ tầm 3 đến 4 triệu cơ. Hôm nọ nó bắt con một yến thì nó phải với tầm hơn 1 triệu thôi. Hòa, thế là được rồi. Rồi để nướng mực đã. Sau khi ngâm nó thơm rồi nhé mọi người nhé. Khá là thơm đấy, mùi cả mơ, cả dâu, các kiểu. Để cho lên nướng á. Món này uống bia thì khả năng là... Món này uống bia khả năng hết giờ mọi người ạ. Mực ngâm bia nướng thì mình cũng đã từng làm rồi. Nhưng mà cái món này thì chưa từng làm. Ngâm rượu thì chưa từng làm. Ây da, xót. Rồi. Ok. Nướng thơm lên là tí mau đệ một tí cửa tắt là ngửi cái mùi này. Thơm. Thơm.
xa. Nhanh quá nhỉ. Vừa làm chín luôn. Ai xa. Xịt thế à. Còn cả chân giò nữa, nhưng mà thôi, chân giò từ từ đã. Mày... anh mới đi biển à? Tao mới đi biển về. Lấy cái đĩa ra đây. Tương ớt nữa. Ok. Mày chưa biết món mực mực này nướng kiểu gì đâu. Mực nướng rượu vang đấy nhá mọi người. Rượu vang. Đây. Đây. Hơi bị thơm luôn. Hôm nay có mực gọi đãi à? Rồi, ngon không? Chị này. Chẳng qua là hôm nay mình định anh định cho bắt con chấm đen lên đãi mời, nhưng mà thôi, chó nó ăn chấm đen rồi. Nhiều khi hay hóc xương lắm. Mình ra chó nó ăn chấm đen. Trời, mực thơm thế. Chấm đen nào anh bây giờ còn nhiều? Thôi, cũng chỉ có còn một số con nữa thôi. Biết làm sao được? Có làm tí không? Cá ở dưới ao thì biết là đếm được bao nhiêu con. Nghe đâu có con đột tử chết chứ. Cả có con cá nào nó đột tử chết cả. Nghe được chưa? Mọi dám câu trộm cá chấm đen là mình. Mày nhớ mà đấy. Không biết à? Này, bạn anh rủ em đi ăn trộm cá nhà anh đấy. Mà không phải ăn trộm đâu. Thế gọi là cho cá ăn hộ. Ngon. Này. Bia ngon đấy. Mực ngon này. Ngon. Mời người ta lên ăn mực lại còn bắt phải mang 5 lít bia lên. À, tao góp mồi thì mày phải góp bia đúng không? Lấy đâu ra thóc đâu mà đãi gà rừng? Chẳng lắm. Mày mềm nhẹo này. Mềm luôn, không cần phải đập anh ạ. Thế nhà mày không có đồ gì ăn thật à? Mềm không. Thôi có một Kiệt thì có. Chả bao giờ mua đồ ăn. Điều Kiệt thì có. Kiệt này. Kiệt Mao Đệ nó nổi tiếng ở làng Kiệt ỉa ra cứ sát. Thật, muốn ăn được nó một đồng ấy phải nhảy ra khoảng tầm 5 đồng nha. Này, hôm nay mình được ăn không, thế là hơi bị đẳng cấp ấy. Hả? Ăn cháy chín lạng đi ỉa ra một cân sắt một cân. Nói chung là đúng là chuẩn thôi. Người ta bảo rồi, thóc đâu mà đãi cả rừng, đúng không? Ngon. Ăn đi em, anh nhờ. Hôm nay anh đãi đấy. À hôm nay anh làm gà, được. Ngon mọi người. Cái bia nướng, cái mực nướng với lại rượu này á. Nó bở ra, nó mềm nhá. Dễ xé cực kỳ luôn này. Không mùi rượu nữa nhá. Dễ xé chưa? Mình mà hết chỗ này chắc là bay đấy. Ngon. Nhưng mà hôm nay mình đang rất vui. Thế nên là thoải mái. Hôm nay vừa trả được thù. Hôm nay vừa trả được thù thế nên là rất vui. Trả thù gì? Không biết là... nói chung là vẫn lại. Thằng nào đấm anh? Chả thằng nào đấm được tao. Uầy. Tiến đời. Không sợ bố bà nào. Chỉ sợ bọn trộm cắp thôi. Nhưng mà có mỗi hai người trộm ở đây. Này, anh trộm có một con cá mà. Nó mai. Nó bao nhiêu lần? Đưa tiền đấy, trả tiền đấy. Đòi tiền nó khó. Thế là này, mình phải tự tìm cách. Trả tiền đấy. Tiền gì? Em cho cá nhà anh ăn 3 cân ốc ấy. 3 cân ốc 60.000. Tao giả xong rồi giả tao con này bao cân? Cần dưới ít nhất phải một yến thì tính ra rẻ cũng có 1 triệu. Anh có ở đấy đâu anh biết. Em câu được con cả chấm đen con ấy, nó đẻ ra. Nó đẻ bằng lỗ đít à? Hay là đẻ bằng mồm? Vâng. Rồi. Ngon. Tóm lại là ngon. Thôi Hòa, hay là mai mình cho tao con chó ấy. À. Chó chặt. Chặt. Chó ngon. Săn của người ta đi ra. Thì chưa được ăn thịt chó săn, nó như nào mà có săn chắc không? Toàn để bọn trộm chó nó ăn hộ. Anh em được miếng nào đâu. Không biết là ăn cái con chó mà 16 triệu, 1 triệu một cân. Có con 2 triệu một cân.
biết ăn ngon hơn thịt chó được không? Hôm nào mình phải gửi nó lên quán chó chặt mới được. Mày cứ đi ăn trộm người ta nữa. Này. Tao thề mày, tao sẽ dẫn chó nhà mày lên quán chó chặt chơi. Có hôm. Hôm nay là tao tha. Đó. Chó nhà em mà tự dưng nó đi theo anh để cho anh mang đi thịt ấy. Chó nhà em á. Em 6. À, chạy quay lại nhé. Cái giống khôn khôn nhất cũng là chó săn, khôn là đi săn ấy. Còn ngu nhất cũng là chó săn, ai bố cũng thèm, cho nên là bắt rất là dễ. Cứ cẩn thận mà sống tốt với anh vào, không là anh cho nó gửi hết lên quán chó chặt đấy. Anh em đồng ý cứ comment phía dưới, hôm nào mình cho nó đi quán chó chặt. Dạ, sao anh mà ăn trộm một con chó của em á, em phải câu 100 con cá của anh, 1000 con cá anh, thoải mái. Nhớ nhé. Ừ. Tôm ơi mà ăn một lần mà chắc cần thu chấm dây này. Thế rồi nhỉ? Không, chả cầu kéo. Dòng chấm điện chụp cơn. Ê. Sắp tới mình sẽ thả 30 con, mỗi con 30 cân một lần. Điều cho bố mạo đệ không bắt được. Cái loại 30 cân á, này, câu nó kéo luôn xuống hồ nhá. Một vết. Ừ. Anh lấy đâu ra lại tôi ấy? Đây. Mà kiểu quan trọng là có tiền hay không đúng không? Mà kiểu cái con loại 30 cân, 50 cân, 100 cân, em chẳng sợ. Cái loại 20 cân rồi kéo cả 30 cân. Anh lấy cái anh kìa, một phát lên bờ luôn. À. Tụi tôm. Ngon nhỉ? Quá ngon. Còn, à, ê, ăn nó còn, mềm, nó ngọt hơn đấy. Còn cái chân giò lợn rừng kia, mày ăn món gì? À, không, mày ăn luôn đi. Chân giò. Có cả chân giò lợn rừng nữa. Ừ.